Xin chào bà con, xin giới thiệu với bà con về cái vòi tưới nén nông nghiệp này. Rất thuận lợi cho bà con trong việc chăm sóc vườn cây ăn trái hoặc cọ rửa chuồng trại chăn nuôi. Cái vòi này là chúng ta lắp trực tiếp vào dây nước của máy bơm thay cho mình đỡ phải bóp. Trước kia không có cái vòi này thì các bạn cứ phải bóp đầu ống nước như vậy thì rất là mỏi mấy đầu ngón tay, nhiều khi nước còn bắn hết cả vào người. Nhưng bây giờ khi có cái vòi này thì chúng ta không phải bóp đầu ống nước nữa, mà chúng ta điều chỉnh toàn bộ trên vòi theo ý muốn của mình, chỉ cần xoay nhẹ mấy đầu ngón tay như trên. Đấy các bạn, để ý, chúng ta chỉ cần xoay nhẹ mấy đầu ngón tay này, thích phun xa, phun gần, phun mưa, phun tập trung đều được. Rất thuận lợi trong việc chăm sóc vườn cây ăn trái. Tưới như thế này thì các bạn thấy là lên thân cây, giúp cho cây hấp thụ nước tốt. Đấy, quang hợp tốt. Ví dụ như cho ăn phân thì các bạn tưới vào gốc cây, giúp tan phân nhanh, tạo điều kiện cho cây hấp thụ phân tốt. Đấy, rất là thuận tiện.